Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tháng 12 sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo, sức khỏe trong tháng 12 âm lịch cuối năm này. Tuổi Ngọ là một trong những con giáp được thần tài độ mạng, ban lộc, cho nên vận trình của những tháng cuối năm này sẽ rất suôn sẻ và thuận lợi. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết để biết thêm. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ sự tự do và độc lập. Họ chính là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Mậu Ngọ, mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè, họ vì bạn bè mà lan xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng chính là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội và đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Tháng này, vận trình của gia chủ Mậu Ngọ không tốt trên mọi khía cạnh, công việc của bản mệnh cũng đang dần có dấu hiệu sa sút, theo đó là sự hao tổn về tài lộc. Gia chủ cần phải vững vàng hơn trên con đường mình đã chọn. Tháng này bản mệnh sẽ rất vất vả để kiếm tiền, tuy nhiên có qua lửa mới biết vàng tốt hay không. Chỉ cần anh chị cố gắng thì không gì là không thể. Tháng này cũng cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh mình. Mậu Dương Thổ gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính ấn, có nghĩa là bản thân được dưỡng sinh, được nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Qua tháng 12 năm 2021, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối và không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp, có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, dễ gây ra sự cố bất ngờ. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi, khiến cho những người tuổi Mậu Ngọ đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Mậu Ngọ dễ đi, đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được. Cần sự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, tuổi Mậu Ngọ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều điều may mắn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 12 âm lịch này, Mậu Ngọ dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng này mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao. Nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận giảm sút nhanh chóng. Gia chủ Mậu Ngọ khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh và chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công việc mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh hãy nên học cách tiết kiệm và chớ nên chi tiêu hoang phí quá mức. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Mậu Ngọ không cẩn thận. Đây cũng chính là điềm báo tai nạn bất ngờ.
Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Và hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Và không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các gia chủ Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, bạn cần phải tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Tháng 12 năm 2021 âm lịch là lúc mà tuổi Mậu Ngọ sẽ không còn nhiều thời gian để dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Tháng này không phải quá đen đủi đối với người tuổi Mậu Ngọ. Họ cũng cần phải chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như ngày tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Mậu Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi, cập nhật những kiến thức về tử vi, phong thủy, tâm linh hữu ích quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.